siêu thị mỹ phẩm, mời đến đây để review 4 sản phẩm giúp da mình chịu được. Sản phẩm thứ nhất đó chính là nước tẩy trang Bioderma. Sản phẩm thứ hai là gel rửa mặt Eucerin. Sản phẩm thứ ba là toner Eucerin. Và sản phẩm thứ tư đó chính là kem chịu mụn Eucerin. Trước kia mình đã từng bị mụn và mụn rất nặng. Mình hiểu được cảm giác tự ti lo lắng của các bạn. Nghe ai giới thiệu ai khen kiểu nào chịu mụn tốt thì mình cũng đều thử, nhưng kết quả lại không đi đến đâu cả. Sau đó thì mình được các chuyên gia siêu thị mỹ phẩm tư vấn cách chăm sóc, và làn da mình cũng đã dần hồi phục đến ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất trong chuyện mụn là mình phải hiểu được làn da của mình như thế nào, cần gì, chứ không phải là nghe ai khen tốt thì mình cũng đều dùng sẽ tốt cả. Trong skincare thì không có sản phẩm tốt, chỉ có sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Và mình đã tìm ra 4 chân ái giúp mình cứu khỏi những đám mụn ấy. Việc đầu tiên và rất quan trọng trong điều trị mụn của Thơm đó chính là làm sạch da mặt. Dù có trang điểm hay là chỉ thoa một lớp kem chống nắng hàng ngày thì vào mỗi buổi tối không thể thiếu được đó chính là tẩy trang. Nước tẩy trang mà Thơm chọn trong việc điều trị mụn cũng khá là quen thuộc đối với các bạn hiện nay, đó chính là em Bioderma. Do da Thơm là da dầu và dễ bị mụn cho nên là mình chọn dòng Hydrobio. Sau khi apply em này lên da thì mình thấy mùi rất dễ chịu và nhẹ nhàng. Lúc bị mụn mình hạn chế nhất có thể trang điểm, chỉ sử dụng lớp kem chống nắng để nâng tông da lên xíu thôi. Nên tối mình chỉ sử dụng 2 miếng bông tẩy trang là đủ cảm thấy sạch da rồi. Lúc tẩy trang xong thì da cũng mượt và không hề cảm thấy rứt rát khô cằn gì cả. Kích ứng da khiến da nổi mụn hình như là không. Thành phần lại cực kỳ lành tính và an toàn, đặc biệt là còn có thêm ginkgo biloba và kẽm ginseng hỗ trợ kháng viêm và kiểm soát dịch thừa. Sau khi sử dụng nước tẩy trang Bioderma thì để làm sạch da hoàn toàn hơn thì Thơm sử dụng tiếp một sản phẩm tiếp theo, đó chính là gel rửa mặt Eucerin hay thường gọi là Double Glazing, để làm sạch da sâu hơn, thiết lập độ ẩm cần thiết nữa. Nhìn qua thiết kế của em này dạng nắp vòi cùng với ống bơm nên mình rất là ưng vì nhìn rất là vệ sinh, đảm bảo được kem bên trong chai. Các bạn nhìn cũng biết là mình chỉ cần sử dụng một bơm thôi là đủ cho cả khuôn mặt của mình. Và chất kem cùng với lại baking màu xanh riêng cho da mụn của hãng khá là bắt mắt. Lý do mà Thơm chọn sản phẩm này là vì các thành phần lành tính, an toàn và trị mụn hiệu quả của sản phẩm nữa. Citric acid tại tế bào chết là bỏ các bản nhường giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn. Sodium chloride, sodium benzoate, salicylic acid, cả ba chất đều có tác dụng kháng khuẩn, trừ viêm, khử trùng các vết thương trên da, giảm đau rát sưng tấy do mụn gây nên. Robilene Glycol cung cấp các độ ẩm giúp da mềm mại hơn. Sau khi sử dụng em này thì mình cảm thấy độ tạo bọt của nó vừa phải, làm sạch da sâu hơn và hơi khô căng ngay lúc đầu, nhưng tầm 5 phút sau thì da sẽ cảm thấy nhẹ hơn. Đó là trường hợp khá phổ biến của các loại sữa rửa mặt khác có thành phần trị mụn, nên các bạn không cần phải lo lắng nhé. Mình cảm nhận được sản phẩm loại bỏ được những nốt mụn sần, mụn đầu đen qua việc massage mặt. Và bên cạnh đó thì cảm giác được mụn viêm, đông nhức sưng tấy cũng thuyên giảm sau đó. Giá của em này rơi vào tầm khoảng 400 ngàn cho 400ml. Để mua hàng chính hãng thì mình có để link ở phía dưới cho các nàng nhé. Bước kế tiếp thì mình sẽ sử dụng toner Eucerin Pro Acne Solution. Toner không phải là yếu tố thiết yếu để cải thiện làn da cũng như là duy trì thì làn da khỏe mạnh cho bạn. Tuy nhiên thì nó có thể đem lại sự tươi mát và sạch sâu, thiết lập độ ẩm cho da, đồng thời là góp phần tăng cường hiệu quả các bước chăm sóc da kế tiếp. Chưa kể là toner Eucerin còn có các thành phần hỗ trợ trị mụn, kháng viêm như là lactic acid, sodium hydroxide, đặc biệt là không chứa các thành phần gây hại gây kích ứng da. Sử dụng toner cũng đơn giản thôi. Có một số bạn cho ra tay apply hẳn ngay lên da cũng được, hoặc đổ một lượng vừa đủ toner Eucerin ra bông tẩy trang, sau đó dùng bông tẩy trang lau đều lên các vùng da bị mụn. Bạn sử dụng ngày 2 lần vào mỗi buổi sáng và tối là được. Toner Eucerin khi thoa lên da thì cảm thấy mát và khá là thoải mái. Sản phẩm tạo cảm giác rít rít ngay lúc đầu nhưng rất nhanh sau đó sẽ không còn. Mình vô cùng ấn tượng với khả năng thẩm thấu nhanh vào làn da. Em ấy có mùi hương rất thơm và dịu nhẹ nên các bạn không cần phải e ngại về việc mùi hương của chúng quá nồng đâu. Nhưng chúng lại có nhược điểm là
nắp chai cần được đậy cẩn thận, nếu không sẽ dễ đổ ra ngoài bạc phí lắm. Tiếp theo đó là một sản phẩm không thể thiếu cho bất cứ quy trình chăm sóc da mụn nào, đó chính là kem trị đặc mụn. Sản phẩm mà Thơm dùng đó chính là Eucerin Brand Near Eye Clear Treatment. Đầu tiên thì khi sử dụng sản phẩm thì mình phải biết rõ trong sản phẩm có những hoạt chất gì và thành phần nổi bật nào. Thì trong đây có chứa các thành phần như là BHA, AHA có tác dụng đặc trị mụn và tẩy tế bào chết, làm sạch da nhờn hiệu quả. Và một thành phần quan trọng nữa là Lycopene chiết xuất từ rễ cam thảo đã được chứng minh là có khả năng kháng viêm, giảm đỏ, làm dịu bề mặt da. Eucerin này còn có màu vàng nhạt khi thoa lên da, không để lại màu. Kết cấu của kem không quá dày đặc, vì thế rất dễ thẩm thấu nhanh trên da, không gây cảm giác bí da, rít nhờn da. Mình thoa kem này bằng một tuần thì đã thấy có kết quả lên những lốt mụn rồi, mụn mình đỡ sưng đỏ hơn và mình kiên trì sử dụng thì cuối cùng là da mình cũng thấy. Sản phẩm nào thì cũng có nhược điểm thôi. Em này khi thoa lên da cảm giác châm chích. Lúc trước thì mình thoa lên có cảm giác rát rát, tầm 30 giây sau sẽ hết. Thật ra châm chích như vậy là nó đang có tác dụng lên làn da của mình, nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Giá của em này rơi vào tầm khoảng từ 400 đến 500 ngàn, tùy vào hàng mua mà có thể có mức giá trên định khác nhau. Vậy là Thơm vừa mới chia sẻ xong cho các bạn 4 sản phẩm giúp thương chị hiệu quả. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên có chế độ uống tập hợp lý, ngủ sớm hay như là ăn trái cây để giúp da mình đẹp hơn. Đừng quên like và subscribe kênh Thương Chị Hiệu Quả.